Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 7 năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông làm chết 8 người, làm bị thương 3 người. So với tháng 6 năm 2019, tai nạn giao thông giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, giảm 4 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không làm chủ tốc độ, đi sai phần làn đường, tránh vượt xe sai quy định. Trong tháng 7 năm 2019, huyện Văn Lâm là địa phương có tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp nhất với 3 vụ tai nạn làm chết 2 người, bị thương 1 người. Tai nạn giao thông không xảy ra tại các huyện Văn Giang, Phù Cử và Tiên Lữ. Trong thời gian vừa qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng tỉnh và các địa phương, nên tình trạng xe quá khổ quá tải đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, vào một số thời điểm, một số nơi vẫn để xảy ra tình trạng xe quá khổ quá tải lén lút hoạt động. Qua ghi nhận trên một số tuyến đường như quốc lộ 39, đường 387, 376, 386 và đường nối hai đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, vẫn xảy ra tình trạng xe ô tô chở vật liệu xây dựng lén lút hoạt động. Các phương tiện này thường chạy rất nhanh để đất đá rơi vãi gây mất trật tự an toàn giao thông. Thời gian qua đã có một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người liên quan đến xe ô tô chở quá tải trọng. Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã xử lý gần 630 trường hợp xe chở quá tải trọng với số tiền xử phạt gần 10 tỷ đồng. Trước tình trạng xe quá tải vẫn lén lút hoạt động, đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường để dựng rạp hiếu hỉ, liên hoan vẫn diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương. Mặc dù hành vi này vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, song vẫn không bị xử lý. Trên các tuyến đường hiện nay không khó để bắt gặp hình ảnh rạp đám cưới dựng dưới lòng đường, cả ở phố lẫn ở quê. Việc dựng rạp đám cưới lấn chiếm vỉa hè lòng đường vừa che khuất tầm nhìn, vừa cản trở quá trình lưu thông của các phương tiện khi tham gia giao thông, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông. Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng này, tháng 4 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản số 884 về việc ngăn ngừa tai nạn giao thông do các hoạt động của người dân vi phạm trật tự an toàn giao thông, yêu cầu Ban An toàn Giao thông các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và chính quyền các địa phương thực hiện ngay một số biện pháp cấp bách để ngăn chặn tình trạng dựng rạp lấn chiếm lòng đường. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện văn bản chỉ đạo của tỉnh vẫn chưa được các đơn vị chức năng và các địa phương thực hiện khi mà vẫn có nhiều trường hợp vi phạm diễn ra mà không bị ngăn chặn xử lý. Tổ chức triển khai cái việc này là đã có chỉ đạo chung của Ủy ban Nhân tỉnh. Vì vậy mà Ban tỉnh cũng yêu cầu là các cấp đặc biệt quan tâm sớm họp với nhân dân để thống nhất chung cái việc tổ chức thực hiện làm sao phù hợp giữa việc sinh hoạt của tổ chức, của cá nhân, của nhân dân nó phù hợp với việc công tác bảo đảm an toàn trật tự an toàn thông trong địa phương và của toàn tỉnh. Liên quan đến hành vi lấn chiếm sử dụng lòng lề đường trái phép theo Nghị định 46 của Chính phủ sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 đến 6 triệu đồng đối với tổ chức. Trong trường hợp việc dựng rạp để phục vụ việc hiếu hỉ lấn ra giữa đường dẫn đến tai nạn chết người, thì cá nhân vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm theo Điều 203 Bộ Luật Hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ. Mặc dù thời gian qua trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra tai nạn giao thông mà nguyên nhân xuất phát từ việc dựng rạp lấn chiếm lòng lề đường, tuy nhiên ở nhiều địa phương trên cả nước, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra gây chết người. Để tránh tai nạn giao thông xảy ra, bên cạnh việc tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức cho nhân dân, cấp chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng cần cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Còn về lâu dài, cần những giải pháp đồng bộ hơn như xây dựng những khu sinh hoạt chung cho cộng đồng dân cư để nhân dân tổ chức các hoạt động hiếu hỉ mà không phải lấn chiếm lòng lề đường, gây mất trật tự an toàn giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.